Xin chào anh chị và các bạn. Kính chúc anh chị ngày mới an lành, phát tài phát lộc và vạn sự như ý. Sau đây xin kính mời quý anh chị và các bạn cùng đón xem tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy của 12 con giáp, ngày âm lịch 19 tháng 3 năm 2024, ngày Tân Dậu, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn, ngày Bạch Hổ Kiết. Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi. Giờ hoàng đạo, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Các ngày kỵ, không phạm bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương, dương công kỵ nhật nào. Ngũ hành, ngày Tân Dậu, tức càn chỉ tương đồng, cùng kim, ngày này là ngày cát. Nạp âm, ngày Thạch Lựu Mộc kỵ các tuổi, Ất Mão và Kỷ Mão. Ngày này thuộc hành Mộc khắc với hành Thổ, ngoại trừ các tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu và Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành kim cục. Xuân Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Việc nên làm, không có bất kỳ việc chi hạp với sao Liễu. Việc kiên cử, khởi công tạo tác việc chi cũng rất bất lợi, hung hại. Hung hại nhất là làm thủy lợi như trổ tháo nước, đào ao lũy, chôn cất, việc sửa cửa dựng cửa, xây đắp. Vì vậy, ngày nay không nên tiến hành bất cứ việc trọng đại gì. Hướng xuất hành. Xuất hành hướng Tây Nam để đón hỷ thần. Xuất hành hướng Tây Nam để đón tài thần. Tránh xuất hành hướng Đông Nam gặp hạt thần xấu. Sau đây xin kính mời quý anh chị và các bạn cùng đón xem tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy của 12 con giáp. Tử vi dự đoán giúp anh chị và các bạn biết trước thiên cơ, đón lành tránh dữ trong ngày mới. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy, tuổi Tý. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy của tuổi Bính Tý. Ngày có hỷ sự, chuyện vui, gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển. Nhưng hãy lo cho công việc trước, kẻo lỡ thời cơ, hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc. Có tài lộc hoặc có tin tức thuận lợi về công việc làm ăn. Nếu có gặp sự bất hòa, gặp trở ngại cũng có thể giải quyết được bằng vấn đề tình cảm, nhân nghĩa, có tin xa. Tử vi tuổi Giáp Tý. Thứ bảy, nếu có tài lộc thì không nên tham lam. Mưu sự tiếp tục sẽ bị nghẽn lối hoặc công việc tiến hành không đúng theo dự tính, có sự dời hẹn, sai hẹn. Nên biết chờ đợi, dù có bôn ba xoay sở hoặc tìm kiếm cũng không có kết quả. Nếu đã có cuộc đi ngắn thì khó quay trở về. Có tình vui, có tài lộc hoặc có lộc ăn ở cuối ngày, gặp bạn bè, người cộng sự. Tử vi hôm nay 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy của tuổi Nhâm Tý. Ngày rất dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm, tiền bạc. Có sự hội họp đông người hoặc nhận được nhiều tin tức tốt. Gia đạo có hỷ sự, có tình vui, có khách đến. Tuy nhiên cũng không nên kéo dài vì sẽ có sự đảo lộn, và cũng không nên tranh giành, tính toán và cần xem xét lại những ý kiến khác. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Canh Tý. Ngày có đám tiệc hoặc có cuộc hội ngộ gặp gỡ thân nhân, hoặc bè bạn đã được định trước hoặc có hẹn ước. Nếu là công việc nên cẩn trọng, tình thế dễ có sự đảo ngược, hoặc có người muốn xen vào chuyện của mình. Có tin xa. Con số may mắn trong ngày 33, 41. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy, tuổi Sửu. Tử vi hôm nay 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy của tuổi Đinh Sửu. Ngoài chuyện về sinh nở, đình đám, tiệc tùng, dọn dẹp, sửa chữa, chỉnh trang thì không kể. Mọi việc đều nên cẩn trọng khi tiến hành, dễ gặp chuyện không vừa ý hoặc mang tình buồn, không thuận lợi về công việc làm ăn cũng như về bổn mạng. Sự mong cầu về tiền bạc không tốt, dễ hao. Dù có cũng không xứng đáng, nên quay về nơi chốn cũ, có tiệc tùng, đình đám hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi Ất Sửu. Trong ngày thứ bảy 27 tháng 4 năm 2024 nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc, thì cũng không nên tiến thêm sẽ gặp rủi ro, thiệt hại. Không nên bày vẽ chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vô ích. Có tin tức chậm hoặc người mình mong cầu không đến. Tử vi 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy của tuổi Quý Sửu. Nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc thì cũng không nên tiến thêm sẽ gặp rủi ro, thiệt hại. Không nên bày vẽ chuyện vui chơi quá đáng,
gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vô ích, có tin tức chậm hoặc người mình mong cầu không đến. Tử vi tuổi Tân Sửu, làm gì cũng nên đặt nặng về uy tín, danh dự, đề phòng có người kích bác, chơi xấu. Không nên tin vào sự tính toán của mình, và cũng không nên e ngại khi gặp trở ngại hoặc có lời thị phi. Nếu không có gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi, sức khỏe không tốt. Có chuyện vui hoặc có tin về vui chơi, giải trí, gặp gỡ, quà tặng. Con số may mắn trong ngày 29, 41. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ Bảy, tuổi Dần. Tử vi hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Mậu Dần. Có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình, nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá. Có điều kiện, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước, đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc, thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ. Tử vi thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Bính Dần. Nên thực hiện điều dự tính, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc. Chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh. Tử vi tuổi Giáp Dần, trong ngày 27 tháng 4 ngày tốt, mọi việc cứ để xảy ra tự nhiên sẽ có lợi. Gia đạo an vui, có tin tức tốt lành về tình cảm, giao dịch, thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, giao hẹn, tài lộc tốt ở xa đến. Tử vi trong ngày thứ Bảy 27 tháng 4 của tuổi Nhâm Dần, có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình, nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá. Có điều kiện, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước, đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc, thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ. Con số may mắn trong ngày 29, 56. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ Bảy, tuổi Mão. Tử vi trong ngày thứ Bảy của tuổi Kỷ Mão, ngày xung của bổn mạng. Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng cũng nên giới hạn. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ đi xa, di chuyển, sử dụng xe cộ máy móc bất lợi, hoặc đi vì chuyện buồn, sức khỏe không tốt. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão. Trong ngày thứ Bảy 27 tháng 4 năm 2024 có nhiều công việc hoặc tin tức đến, nhưng dễ gặp trở ngại, không như ý hoặc dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc, máy móc. Nên giới hạn việc di chuyển kẻo lỡ tin tức hoặc có rủi ro giữa đường. Tuy nhiên công việc làm ăn vẫn có sự thuận lợi, có tin tốt và có người đến đem lại sự thuận lợi cho mình ở tương lai. Dễ hao tài. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Ất Mão. Có tin buồn ở nơi xa. Ngày có sự di chuyển vì tình cảm, giao thiệp đến người đang cần mình giúp đỡ, chia sẻ những trở ngại hoặc để góp ý kiến về vấn đề tình cảm, đối xử. Ngoài việc này ra nên giới hạn sự đi lại dễ gặp rủi ro hoặc đi vì cầu tài, công việc khó có kết quả nhanh chóng. Có tài lộc nhưng hao tốn về mua sắm, tiệc tùng. Sự mong cầu về tình cảm riêng tư chưa phải là lúc thuận tiện. Tử vi hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 4 của tuổi Quý Mão. Ngày xung của bổn mạng. Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng cũng nên giới hạn. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ đi xa, di chuyển, sử dụng xe cộ máy móc bất lợi, hoặc đi vì chuyện buồn, sức khỏe không tốt, có sự hư hại về đồ đạc. Con số may mắn trong ngày 17, 56. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ Bảy, tuổi Thìn. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Canh Thìn. Mọi việc nên hoạt động bình thường. Ngay cả trong chuyện tình cảm, giao thiệp cũng phải có chuyện dè dặt. Đừng tưởng tất cả đều có ý như mình đã nghĩ. Không nên tin cẩn về lời nói, lời hứa. Dễ hao tài. Dù thấy có cơ hội phát triển hoặc muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi, hoặc nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Có tin xa. Tử vi tuổi Mậu Thìn. Trong ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngài có nhiều việc đến rất bận rộn. Không nên có sự cầu toàn và cũng phải biết thiệt thòi đôi chút thì mới có lợi. Chuyện tình cảm không nên để mất,
hãy làm theo những gì đã định ước. Có người đem sự thuận lợi đến hoặc có cuộc vui. Tử vi ngày thứ bảy ngày 27 tháng 4 của tuổi Bính Thìn. Nên thay đổi mọi việc hoặc đi xa, đã đến lúc cần phải có sự dứt khoát, kết thúc. Hoặc mở ra một hướng đi mới cho mình, dù có chút ít thiệt thòi vì hoàn cảnh hiện tại không còn thích hợp với mình nữa. Nên hành động theo tin mới nhận được. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi Giáp Thìn. Trong ngày thứ bảy 27 tháng 4 tránh mọi tranh giành có phương hại đến thành danh, tình cảm, nhân nghĩa. Cứ để tự nhiên sẽ có người hiểu mình và có lợi. Có tin vui hoặc dự cuộc vui, đình đám, có lộc ăn nhưng cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi về công danh, tình cảm. Mọi việc đã đến hạn kỳ của nó và nên thuận theo ý trời. Con số may mắn trong ngày 17, 62. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy. Tuổi Tỵ. Tử vi ngày thứ bảy của tuổi Tân Tỵ. Sức khỏe không tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn, có tin buồn hoặc có người đến tâm sự và nhờ mình giúp đỡ. Có cuộc đi ngắn hoặc có cuộc gặp gỡ, hẹn hò để thông báo sự chia tay, thay đổi hoàn cảnh sống. Cuộc vui không trọn vẹn. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ. Trong ngày 27 tháng 4 năm 2024 theo lịch âm dương thì gầy dễ có sự trách oán, phiền muộn, hiểu lầm, thị phi. Không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương. Nếu không có gì quan trọng thì chỉ nên làm việc bình thường hoặc ngồi yên. Nếu có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp mặt giao thiệp, cũng không có lợi gì, chỉ nghe những chuyện không tốt, dễ hao tài. Tử vi ngày thứ bảy của tuổi Đinh Tỵ. Trong ngày 27 tháng 4 nên tiến hành những công việc đã có dự tính, hoặc các việc đã đến định kỳ, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bạn ra tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi. Có tin buồn. Nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng, vay mượn, lộc có điều kiện, hao tốn về tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm. Tử vi tuổi Ất Tỵ. Trong ngày 27 tháng 4 năm 2024 không nên chần chừ, hãy tự quyết định di chuyển, thay đổi hoặc ra đi. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc thỏa thuận, hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn. Ngày có sự gặp gỡ hẹn hò, tiệc tùng, có tài lộc, lộc ăn, quà tặng, mua sắm và mình cũng có hao tốn chút ít về chuyện này. Con số may mắn trong ngày 48, 62. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy. Tuổi Ngọ. Tử vi thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Nhâm Ngọ. Việc đến thì nên tiến hành nhanh, không nên nghe ý kiến của những người khác. Sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn, gặp quý nhân. Có tin xa, gặp lại người xưa, việc cũ. Ngày có tiệc tùng đình đám, hội họp, họp mặt hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Tình cảm tốt, vui vẻ. Có người đến nhờ vả mình, hoặc nhận được tin buồn của họ về đi lại, di chuyển, việc làm, sức khỏe. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Canh Ngọ. Có nhiều sự biến động thay đổi về gia đạo cho người thân hoặc bè bạn. Có tin tức về chuyện tình cảm, hôn nhân hoặc có dự tiệc, có người đến tâm sự, cần nghe ý kiến của mình. Tài lộc trung bình, tình cảm tốt, nên di chuyển, đi xa. Tử vi thứ bảy của tuổi Mậu Ngọ. Sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn, gặp quý nhân. Có tin xa, gặp lại người xưa, việc cũ. Ngày có tiệc tùng, hội họp, họp mặt hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Tình cảm tốt, vui vẻ. Có người đến nhờ vả. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Bính Ngọ. Có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc phải chờ đợi chậm chạp. Có cuộc đi ngắn hoặc di chuyển. Ngày có cuộc vui đình đám, tiệc tùng hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm. Tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui. Ngày thuận lợi cho họp mặt, kết bạn, đính ước. Tài lộc trung bình, hao tốn về mua sắm, di chuyển, có lộc ăn. Tử vi hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 4 của tuổi Giáp Ngọ. Dù có kiếm được tài lộc cũng dễ có sự hao tốn cho công việc, cũng như về tình cảm, hoặc chỉ có tin về tiền bạc và có sự khấu trừ, chi chác. Có sự sai hẹn hoặc dời hẹn. Không nên tin quá đáng vào những tin tức hoặc lời hứa. Làm việc gì cũng nên nhanh chóng, không nên để lâu, cơ hội sẽ qua, hoặc có người phóng tay trên. Có quý nhân, có khách đến hoặc có tin xa. Con số may mắn trong ngày 48, 53. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy.
Tuổi Mùi. Tử vi hôm nay thứ bảy của tuổi Quý Mùi. Nếu không phải là chuyện quan trọng và cần thiết thì nên giới hạn, dễ có sự hao tốn. Không nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn mình vào chuyện. Cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh. Tình thế hiện tại dù có hao tốn hoặc khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn chuyện nhà cửa, công danh, tình cảm của mình lẫn người thân. Tử vi thứ bảy tuổi Tân Mùi. Không nên e ngại sự trắc trở khó khăn hoặc những sự việc đến ngoài sự tính toán của mình, về công việc cũng như về con người. Hãy tiến hành và giao thiệp cho tốt sẽ có lợi về sau. Tuy nhiên trong sự gặp gỡ chỉ nên vui chơi bình thường, chớ nên hứa hẹn, giữ gìn về lời nói. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn các công việc cũ. Có người ở xa trở về hoặc có tin. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi. Nếu không phải là chuyện quan trọng và cần thiết thì nên giới hạn trong sự giao thiệp, dễ có sự hao tốn. Không nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn mình vào chuyện. Cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh. Tình thế hiện tại dù có khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn chuyện nhà cửa, công danh, tình cảm của mình lẫn người thân. Tử vi tuổi Đinh Mùi. Trong ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày của sự hẹn ước hoặc những công việc đã có dự tính trước. Nên đi xa, di chuyển, gặp người mình mong cầu dù đó là chuyện tình cảm, giải trí, vui chơi cũng vậy. Không nên mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn, danh dự, uy tín bị va chạm. Tử vi ngày thứ bảy 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Ất Mùi. Theo lịch âm dương mọi việc đến thì nên tiến hành nhanh chóng, hoặc cố gắng giải quyết vì trong ngày còn có nhiều chuyện xảy ra, có khách đến, hoặc có tin khiến mình phải giao tiếp. Ngày có nhiều sự bận rộn vừa về công việc, vừa về tình cảm, đông người. Có người mang tin buồn cần nhờ mình giúp đỡ. Cũng có tin vui về họp mặt, gặp gỡ, tiệc tùng, tài lộc vào ra thất thường. Con số may mắn trong ngày 21, 53. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy, tuổi Thân. Tử vi thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 tuổi Giáp Thân. Cầu về tình cảm, hôn nhân, hẹn ước thì nên tiến hành. Không nên nghe người ngoài, có nhiều sự cản trở, bị dòm ngó. Tài lộc giàu ra thất thường, có sự gặp gỡ bè bạn, người xưa. Không nên nói trước điều gì sẽ bị ràng buộc sau này. Tử vi thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 tuổi Nhâm Thân. Chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng. Có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn chốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình. Tài lộc trung bình. Ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ. Chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc, hiểu lầm. Tử vi hôm nay thứ bảy 27 tháng 4 của tuổi Canh Thân. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện, tin tức đến cần phải lo toan, tính toán. Có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến. Tử vi hôm nay thứ bảy của tuổi Mậu Thân. Trong ngày 27 tháng 4 chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng. Có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn chốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình. Tài lộc trung bình. Ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ. Chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc, hiểu lầm. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Bính Thân. Nên đi xa, di chuyển. Nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân. Sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp. Không nên vội vã tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực. Nếu có thực cũng có sự thiếu sót. Có tin vui về chuyện tình cảm hoặc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, tiệc tùng, đình đám. Nếu có tài lộc chỉ là tiền đáo hạn, định kỳ, hao cho người thân. Con số may mắn trong ngày 21, 17. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ bảy, tuổi Dậu. Tử vi thứ bảy ngày 27 tháng 4 của tuổi Quý Dậu. Ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc, dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều nên cẩn trọng, và hãy vượt qua mọi trở ngại. Ngày có sự sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp, nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi Tân Dậu. Trong ngày thứ bảy 27 tháng 4 ngày tuổi của bổn mạng.
Công việc dù có khó khăn đến mấy cũng nên cố gắng hoàn thành. Nhưng nếu không phải là việc quan trọng và là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, có sự di chuyển, đi xa, có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, mua sắm. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu. Ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc, dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều nên cẩn trọng và hãy vượt qua mọi trở ngại. Ngày có sự sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp. Nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi hôm nay thứ Bảy 27 tháng 4 của tuổi Đinh Dậu. Có nhiều công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Nên có sự sắp xếp tổ chức cho tốt. Không nên đặt nặng vào một chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về tiệc tùng, đình đám, khách khứa, người thân đến. Dễ hao tài, đi xa bất lợi. Tử vi thứ Bảy của tuổi Ất Dậu. Ngày 27 tháng 4 khó có công việc gì trong ngày làm nên kết quả như ý. Hoặc làm mà không được hưởng công lao hoặc phải bỏ dở nửa chừng. Chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vãnh thường nhật. Con số may mắn trong ngày 39, 17. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ Bảy. Tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất. Trong ngày thứ Bảy 27 tháng 4 dù có tài lộc cũng phải có sự tiêu hao hoặc phải phân chia. Nói chung là không được trọn phần. Ngày của sự đáo hạn. Đến hẹn cho công việc, tình cảm, có tin tức ở xa, hoặc có khách đến. Tử vi ngày thứ Bảy 27 tháng 4 của tuổi Nhâm Tuất. Ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết, tốt cũng có, xấu cũng có, sức khỏe không tốt. Có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức, nhưng không nên để họ nhúng tay vào chuyện của mình. Có người dòm ngó, có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm, nhân nghĩa ở quá khứ, tài lộc trung bình. Tử vi thứ Bảy 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Canh Tuất. Chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác dễ có sự mít lòng, hiểu lầm. Có người đến phân giải hoặc đem tin buồn đến, hỏi ý kiến về chuyện đi xa, thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tài lộc trung bình. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Đề phòng sức khỏe không tốt. Tử vi hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2024 của tuổi Mậu Tuất. Ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết, tốt cũng có, xấu cũng có, sức khỏe không tốt. Có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức. Có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm, nhân nghĩa ở quá khứ. Tài lộc trung bình. Con số may mắn trong ngày 39, 42. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ Bảy. Tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi. Trong ngày thứ Bảy 27 tháng 4 nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác, thì nên nhận lời. Có cuộc đi vui chơi ngắn hạn, thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước. Nên xem trọng tình cảm của người khác đối với mình. Có quý nhân đến, giúp đỡ nhưng tài lộc còn chậm chạp, dễ hao. Tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2024 thứ Bảy của tuổi Quý Hợi. Việc đến thì nên cố gắng làm cho hoàn tất. Sức khỏe không tốt. Cẩn trọng khi đi lại, di chuyển. Ngày có tiệc, có sự gặp gỡ. Ngày nhận được nhiều tin tức không tốt về công danh, tình cảm, tài lộc. Không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc hấp tấp quyết định cho họ đều sai lầm. Có lộc nhỏ hoặc quà tặng. Có người đi xa. Có tin xa. Tử vi thứ Bảy ngày 27 tháng 4 tuổi Tân Hợi. Chỉ nên ngồi yên hoặc việc như thế nào thì làm như thế ấy. Nếu có cuộc đi ngắn hoặc dự tiệc tùng đình đám cũng không vừa ý. Sự hò hẹn chậm chạp, trắc trở hoặc chỉ đem đến điều không vui. Tài lộc bình thường. Tử vi hôm nay thứ Bảy của tuổi Kỷ Hợi. Việc đến thì nên cố gắng làm cho hoàn tất. Sức khỏe không tốt. Cẩn trọng khi đi lại, di chuyển. Ngày có tiệc, có sự gặp gỡ. Ngày nhận được nhiều tin tức không tốt về công danh, tình cảm, tài lộc. Không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc hấp tấp quyết định cho họ đều sai lầm. Có lộc nhỏ hoặc quà tặng. Có người đi xa. Có tin xa. Con số may mắn trong ngày 28, 42.